trong vụ án Vạn Thịnh Phát vừa được Bộ Công an công bố kết luận điều tra, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà nước, bị cáo buộc nhận 5,2 triệu đô la Mỹ. Việc lộ diện hành vi nhận hối lộ có sự tố giác của cựu sếp ngân hàng SCB. Bị can Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, bị Bộ Công an đề nghị truy tố 3 tội danh đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản cùng với bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Quá trình thanh tra, đoàn thanh tra nhận thấy nội dung sai phạm lớn nhất tại SCB là việc ngân hàng này cho vay tín dụng đối với các công ty có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan. Hồ sơ vay có nhiều sai phạm, số tiền cho vay lớn, nguy cơ không thu hồi được nợ. Thời điểm đó, bà Nhàn đã trao đổi với Võ Tấn Hoàng Văn về các vi phạm tại SCB ở các dự án. Bà Nhàn có nói phải đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt và đặt vấn đề gặp bà Trương Mỹ Lan để yêu cầu làm rõ. Bị can Văn đã đứng ra sắp xếp cho sếp gặp bà Nhàn. Được bà Nhàn giúp, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Văn nhiều lần đưa tiền cho bà Nhàn, tổng cộng 5,2 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 118 tỷ đồng. Mỗi lần đưa tiền, Văn đều báo cho bà Lan biết. Bên cạnh việc đưa tiền cho bà Nhàn, bị can Văn còn đưa 390.000 đô la Mỹ cho ông Nguyễn Văn Hưng, phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng nhà nước vào các dịp lễ Tết từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 9 năm 2018.